Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ bên ta, tin tức ngày 15 tháng 5 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Hải Phòng hoạt động trở lại các tổ kiểm soát dịch Covid-19 và theo thông tin từ báo vov.vn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có văn bản quyết định hoạt động trở lại các tổ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định hoạt động trở lại các tổ kiểm soát dịch Covid-19 tại các thôn và tổ dân phố trên địa bàn thành phố từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5. Các tổ kiểm soát này có nhiệm vụ tập trung kiểm tra, rà soát người từ vùng dịch về địa bàn, kiểm soát người cách ly tại nhà, truy vết các trường hợp có liên quan đến vùng dịch và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Và ngoài ra thì tổ kiểm soát sẽ có trách nhiệm hướng dẫn người dân biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 và 2026. Và đó là thông tin ngày 15 tháng 5 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và đừng quên ấn đăng ký và chuông để theo dõi những cái thông tin mới nhất trong ngày. Tạm biệt anh em.